tuyết xe không cộng một pin chip không email tin biển Đông Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đưa tin, hội nghị lần thứ nhất trong năm 2018 của nhóm công tác liên hợp thực hiện, tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải, sẽ diễn ra tại Việt Nam. Ông Lục Khảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ tổ chức hội nghị nhóm công tác liên hợp thực hiện, tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải, lần thứ 23 tại Nha Trang, Việt Nam từ ngày 1/2/3. Như vậy là hội nghị đã và đang diễn ra ở Việt Nam hôm qua và hôm nay, nhưng không thấy báo nào trong nước đưa tin. Có bài, Biển Đông, nguy cơ xung đột bùng nổ do Bắc Kinh gia tăng bành trướng, dẫn nguồn từ bài phân tích trên báo Le Figaro của Pháp, viết về nguy cơ Bắc Kinh mở rộng bành trướng lãnh thổ ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương, sau sự kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc sửa đổi hiến pháp, cho phép ông Tập Cận Bình lãnh đạo trọn đời. Theo chuyên gia Bernie Glazer, chính quyền Tập Cận Bình sẽ tiếp tục thực hiện các tham vọng tại vùng tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Còn ông Matthew Dutler cho rằng, mục tiêu của Bắc Kinh thay đổi tương quan lực lượng về quân sự với Liên minh Mỹ Nhật để có thể giải quyết các xung đột về chủ quyền lãnh hải trên thế thượng phong. AFA đưa tin, tàu tuần tra Trung Quốc bị phát hiện gần đảo Thị Tứ. Theo tin từ báo Philippines Stars, ngày 25 tháng 2 năm 2018, một tàu tuần duyên có vũ trang của Trung Quốc đã bị phát hiện gần đá Hoài Ân, cách đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa, chừng 6,5 km về phía tây. Mời đọc thêm, Trung Quốc và ASEAN bắt đầu tham vấn về COC, AFI, TQ và ASEAN sẽ họp chung tại Việt Nam về dọc Philippines, tuyên bố hợp tác khai thác biển với công ty Trung Quốc AFA. Thăm Việt Nam, tàu sân bay Mỹ duy trì hòa bình khu vực. Và VN xác nhận tàu USS Carl Vinson tới Đà Nẵng. BBC quan hệ Việt Trung. AFA đưa tin, ngành điện tử ở VN tạo điều kiện cho TQ xuất khẩu công nghệ. Số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam xác nhận, chỉ tính riêng tháng 1 năm 2018, Việt Nam đã xuất khẩu lượng điện thoại, linh kiện trị giá 895 triệu USD sang Trung Quốc. Còn theo tin từ Hoàn Cầu Thời báo, phần lớn các phụ kiện chính của thiết bị cầm tay được sản xuất tại Việt Nam lại được nhập khẩu từ Trung Quốc. Một nữ hướng dẫn viên, Chui, người Trung Quốc, thuyết minh xuyên tạc lịch sử Việt Nam tại Bảo tàng Đà Nẵng. Theo VN Express, chiều qua, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng nói rằng, bảo tàng này không cho phép hướng dẫn viên người nước ngoài đến làm việc. Tuy nhiên, vẫn có nữ hướng dẫn viên, Chui, người Trung Quốc đến xuyên tạc rằng, Việt Nam từng là một khu vực nhỏ thuộc Trung Quốc. Trước đó, trang cộng đồng SDV Hoa ngữ chia sẻ video clip thể hiện cảnh người phụ nữ này đứng thuyết minh ở Bảo tàng Đà Nẵng, gần nơi mà khi xưa Nguyễn Tri Phương căng mình ra chiến đấu, giữ đất, giữ nước, giữ nhà. Đây là video được quay cách nay mấy hôm tại Bảo tàng Đà Nẵng, cách trung tâm hành chính thành phố mấy bước chân, nơi mà khi xưa Nguyễn Tri Phương căng mình ra chiến đấu giữ đất, giữ nước, giữ nhà trước đám tàu chiến nước ngoài đang tiến vào cửa sông Hàn. Nội dung video rất đặc biệt, một người Trung Quốc đang thuyết minh trái phép cho khách du lịch của mình rằng áo dài truyền thống của Việt Nam là sườn xám và Việt Nam trước đây thuộc về Trung Quốc. Có lẽ toàn bộ lịch sử cả ngàn năm của tộc Việt đã hoàn toàn là tờ giấy trắng trong đầu những người khách này sau khi họ bước chân về nước bởi những lời truyền đạt sai lệch của cô gái Trung Quốc kia. Câu hỏi là, ai để cho con bé kia ngang nhiên đứng giữa một nơi như thế để tuyên truyền láo lếu như thế? Publi EPA cộng đồng SDV Hoa Ngữ Sơ Mê AZD 28 Fevers 2018. Mời đọc thêm, truy tìm hướng dẫn viên, Chui, người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam, NLD đang làm rõ clip một phụ nữ Trung Quốc thuyết minh sai lịch sử Việt Nam. DT Biên phòng Việt Nam Trung Quốc tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên toàn tuyến biên giới Lào Cai, quân đội nhân dân. Hơn 30% khách quốc tế đến Việt Nam là người Trung Quốc. Beeline Nhân quyền cho Việt Nam. Facebook AAMI Trúc Trần đưa tin, mùng 1 tháng 3 năm 2018, người dân La Thành,
Hà Nội mang băng rôn phản đối nhà cầm quyền thu hồi đất của dân. Hôm qua, 139 hộ dân ở đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội đã biểu tình phản đối vụ thu hồi đất để triển khai dự án đường Vành Đai 1. Các hộ dân này đã phản đối từ tháng 8 năm 2017. Người dân ở đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội biểu tình phản đối dự án đường Vành Đai 1 nút Hoàng Cầu, Voi Phục. Nguồn: FB Nhân dân La Thành 139 nóc nhà trang nhân. Dân La Thành 139 nóc nhà có video clip ghi lại cảnh các hộ dân ở đường La Thành tuần hành phản đối dự án đường Vành Đai 1, Trang Phủ khai. Phong chia sẻ video clip ghi lại cảnh lực lượng trật tự đô thị phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đi dẹp buôn bán hàng bắt luôn cả người lên xe đòi đưa về phường xử lý, bị người dân bao vây phản đối. Ngày xưa khi còn chiến tranh, ông bà ta có câu, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, buồn thay cho. Ngày nay giữa thời mình thì, quan gian đến nhà đàn bà cũng đánh. Đây là sự việc trật tự đô thị phường Túc Duyên, TP, Thái Nguyên đi dẹp buôn bán hàng bắt luôn cả người lên xe đòi đưa về phường xử lý. Không hiểu bao nhiêu con người có ăn học đàng hoàng mà lại không hiểu luật, cậy đông người lạm quyền hành xử một cách tùy tiện, trắng trợn như vậy, để rồi phải nhận một kết cục rất ê chề. Apli Efa bao đại nhân sơ dơ đi một mas. 2018 Afa có bài, tình cảnh nữ tù nhân lương tâm trong trại giam. Theo bài viết, nhà hoạt động Trần Thị Nga chỉ có thể gặp người nhà qua lớp cửa nhựa Michael. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kể với mẹ là bà Tuyết Lan rằng cuộc sống trong tù rất thiếu thốn, cô rất lạnh và cần đồ ấm, thuốc men. Nữ tù nhân Nguyễn Đặng Minh Mẫn từng phải tuyệt thực để phản đối các biện pháp hành hạ trong tù. Bà Mai Thị Tình kể chuyện xin đi khám bệnh nhưng không được phép. Facebook A Hoàng Đức Nguyên chia sẻ thông tin về tù nhân lương tâm Nguyễn Nam Phong. Theo lời kể của cô Yến, vợ ông Phong, sau chuyến thăm gặp hôm qua, ông Phong sắp bị chuyển trại nhưng không biết là trại nào. Về tình hình tù nhân lương tâm Hoàng Đức Bình, ông Nguyên và gia đình vẫn chưa thể thăm gặp sau khi ông Bình viết đơn kháng cáo. Mời đọc thêm hình ảnh phụ nữ trong các cuộc đấu tranh đòi dân sinh. AFA chính trường Việt Nam AFA bàn về cuộc chiến chống tham nhũng và tương lai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau một loạt phiên tòa của chiến dịch đốt lò cuối năm 2017, đầu năm 2018, chính trường Việt Nam tạm yên ả trong hai tuần đầu năm mới Mậu Tuất. Tuy nhiên, năm 2018 vẫn là năm mà phe đốt lò khẳng định sẽ đưa khoảng 21 vụ đại án ra xét xử, không ít vụ liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến đồng chí X. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang lưu ý, nhờ có chiến dịch đốt lò, TBT Nguyễn Phú Trọng đã trở thành nhân vật chính trị nhiều quyền lực nhất trong lịch sử chính trị Việt Nam đương đại, nắm việc kiểm soát cả ba bộ phận có thực quyền nhất đất nước là Đảng Cộng sản, Công an và Quân đội. Và có bài, tứ trụ Việt Nam được thăm khám sức khỏe hàng ngày. Theo quy định mới của Ban Bí thư về chuyện chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, các thành viên tứ trụ lãnh đạo được kiểm tra sức khỏe hàng ngày, còn các ủy viên Bộ Chính trị được thăm khám sức khỏe ít nhất 2 lần trên tuần. Mời đọc thêm, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước để hoạt động hiệu quả. TTTXVN, hiệu trưởng trường chính trị làm siết trong công tác cán bộ. BNA Đà Nẵng, một quận có 18 người bị xóa tên khỏi đảng. VNN Cà Mau, cấm cán bộ đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp. DT, vụ án tham nhũng ở VT lan gần một tháng sau khi TANDTP Hà Nội tuyên án sơ thẩm. Trịnh Xuân Thanh kháng cáo vụ án VP Lan, quyết không nhận tội tham ô. Theo báo Kiến Thức, ông Thanh đề nghị tòa phúc thẩm xem lại toàn bộ kết luận trong bản án sơ thẩm. Các bị cáo khác chỉ xin giảm nhẹ hình phạt chứ không kêu oan. Họ đều cho rằng mức án sơ thẩm quá nặng. Chỉ có bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh và bị cáo Lê Hòa Bình chưa kháng án. Mời đọc thêm, Trịnh Xuân Thanh kháng cáo kêu oan trong vụ tham ô tại VP Lan, KTDT. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh lại kháng cáo kêu oan, DS và PL. Thông điệp của Thủ tướng Toàn Văn, thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững,
Bài viết dài 5478 từ, được nhà báo Đào Tuấn tóm tắt thông điệp của Thủ tướng Phúc. Theo nhà báo Tuấn, bài viết của Thủ tướng Phúc chủ yếu có các nội dung, khoe số liệu do ban cố vấn của ông Phúc vẽ ra, thông báo các chính sách kinh tế và tuyên bố quyết tâm chính trị trong chuyện quản lý kinh tế. Thành tựu trước mắt là ô tô muốn nhập vào Việt Nam phải có đủ 7 loại giấy tờ, một quy định khiến suốt 2 tháng qua không một chiếc xe nào dám nhập về. VN, Bộ Tài chính thì vẫn muốn tiếp tục tăng thuế, phí, hệ thống ngân hàng. Việt Nam TANDTP Hà Nội sẽ đưa đại án hơn 20 tỷ đội nón ra đi ra xét xử vào tháng 3, Việt Nam Net đưa tin. Nhóm bị cáo gồm ông Bùi Văn Khen, cựu giám đốc công ty BLC Hà Nội, thuộc sở hữu của ngân hàng BIDV, ông Nguyễn Việt Hưng, cựu trưởng phòng khách hàng cá nhân của ngân hàng BIDV, CN Trương Dương, đều bị xử về tội cố ý làm trái lãnh đạo ngân hàng nhà nước. Nói về vụ khách tố mất 245 tỷ tại Exim Bank, theo VN Economy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, quan điểm của Ngân hàng Nhà nước và Exim Bank là ưu tiên bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền. Tuy nhiên, bước đầu tiên trong chuyện bảo vệ quyền của người gửi tiền là bồi thường đầy đủ số tiền làm mất của khách hàng thì họ vẫn chưa làm được. Mời đọc thêm, tiền trong ngân hàng bỗng dưng biến mất, biết đòi ai? Vở tờ cờ Infanet, Phó Thống đốc nói về vụ Exim Bank, quyền lợi của người gửi tiền là ưu tiên hàng đầu. TN và MT, hôm nay Exim Bank có thỏa thuận được với khách hàng mất 301 tỷ. GT, vụ 245 tỷ ở Exim Bank, cả ngân hàng và khách cần kiên nhẫn. Dinh, Ngân hàng Nhà nước không chỉ đạo phân biệt khách VIP và thường. TTXVN, Văn hóa, Tâm linh và cướp giật khi con người bất lực trước hiện tại, không nhìn thấy tương lai, người ta đặt niềm tin vào thần thánh ở cõi xa xăm nào đó. Lãnh đạo giải quyết bế tắc bằng cách dẫn người dân vào con đường tâm linh, để họ quên đi thực trạng đang diễn ra trên đất nước. Hơn 8.000 lễ hội diễn ra hàng năm ở Việt Nam, trung bình có 22 lễ hội mỗi ngày. Đó là một trong những lý do khiến đất nước tụt hậu. Quan chức triển khai an ninh đến lễ khai ấn đền Trần, thực chất là ngầm hợp thức hóa và ủng hộ một trong các dịp lễ lớn nhất đang nuôi sống cơn khát thần linh của người Việt. Trang VN Express đưa tin, đền Trần dựng rào sắt, lắp camera trước giờ khai ấn. Báo Dinh thống kê 2.000 cán bộ chiến sĩ lập 5 vòng an ninh bảo vệ lễ khai ấn đền Trần. Ít khi có cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược nào có khả năng quy tụ được vài ngàn người tham gia, nhưng hàng vạn người dân sẵn sàng tụ tập chờ thần linh ban ơn. Theo bài báo Nam Định, tấp nập chen chân cầu lộc cầu tài trước giờ khai ấn đền Trần. Trên báo Dân Chí, Báo Dinh có bài chen lấn cướp lộc sờ đồ vật đêm khai ấn đền Trần. Bài báo lưu ý tình tiết các thanh niên thường cướp lộc là các bông hoa trên ban thờ vì quan niệm xưa cho rằng đó là vận may. May mắn đâu chưa thấy, chỉ thấy tư duy cướp bóc chụp giật đã manh nha từ những hủ tục. Đến cả quan chức cũng xin ơn thần linh. Lãnh đạo Hải Phòng tham gia lễ cấp ấn tại đền thờ Đức Thánh Trần, trong đoàn lãnh đạo cấp cao TP Hải Phòng đến thắp hương ở đền thờ Đức Thánh Trần chiều qua có ông Lê Văn Thành, bí thư Thành ủy Hải Phòng. Chẳng lẽ các lãnh đạo tự diễn biến và nhận ra rằng ơn đảng ơn bác không đủ cho họ, nhờ thần linh ban ơn? Báo Dân Việt đặt câu hỏi, đi đền chùa xin ấn làm gì? Từ cảnh tượng hàng triệu người kéo đến chùa Hương Yên Tử, mấy triệu người đến núi Sam, tác giả đặt câu hỏi, điều đau đầu nhất là tôi không thể lý giải nổi người ta xin xỏ gì ở đền chùa miếu mạo. Bài viết lưu ý, lúc xin lộc đầu năm người ta đến rất đông, nhưng đến lúc trả lễ cuối năm thì lại chẳng có nhiều người như vậy đến đền ơn thần linh. Báo Người đưa tin có bài, còn cá thần, rắn thánh, đừng mơ cách mạng 4.0. Theo bài viết, vẫn còn không ít người sẵn sàng chi cả chục triệu để đốt tiền vàng mã mỗi dịp Tết. Tuy nhiên, quan trọng là lòng thành, đừng nghĩ cứ cúng nhiều sẽ được hưởng lộc nhiều. Làm giàu là phải nhờ chính bản thân mình, như vậy mới bền được. Mời đọc thêm, lễ hội đầu năm, tín ngưỡng hay mê tín, AFA.
những lễ hội cướp giật Đỗ Duy Ngọc trên TD. Lý do bất ngờ khiến hàng nghìn trai tráng đổ máu để cướp Lộc Thánh, DV. Tiền lẻ găm đầy tượng bà chúa kho, thánh thần mà có quyền năng, LD. Kỳ lạ cả dãy phố lớn bày lễ ra đường để rước thánh giữa trung tâm Hà Nội, GD. Của quý, tàng sinh tại lễ hội táo bạo nhất VN năm nay có gì đặc biệt, DV. Về hủ tục đốt vàng mã, nhà văn Trang Hạ, sao dùng vàng mã để giao tiếp với cả Phật và người âm. VNN, bộ VSTT và DL sẽ tham mưu chính phủ hạn chế đốt vàng mã tại lễ hội, di tích, TN và MT. Bộ văn hóa nói gì về chuyện thu phí ở Yên Tử và đốt vàng mã tại lễ hội, DS và PL. Tiếp tục chuyện học hàm, học vị nhà báo Huy Đức viết về chuyện bằng cấp của ông nhà, bà Tiến. Chuyện mê học hàm, học vị, để rồi phải có các chức danh giáo sư, tiến sĩ bằng mọi giá, bất kể không đủ khả năng. Ở Việt Nam không chỉ có mình ông nhà, bà Tiến. Tuy nhiên, một nền giáo dục không thể coi đạo văn và ngụy khoa học là bình thường. Tác giả viết, đạo văn, ngụy khoa học là cỗ máy nhân bản sự giả dối, không thể ngăn chặn nó khi ngành giáo dục vẫn được đặt trong tay một người phạm. Cả ngụy khoa học và đạo văn, xử lý bà Tiến cũng cần nhưng xử lý ông nhà càng cần hơn, vì thông điệp mà dân chúng nhận được là chính phủ không có ý định cứu một ông bộ trưởng không đủ tiêu chuẩn làm thầy mà muốn cứu một nền giáo dục. Facebook Aki U Dung cho rằng ông nhà không mắc lỗi đạo văn, ông chỉ phạm lỗi không biết cách trích dẫn, và rằng ông nhà quên không cho đoạn trích dẫn vào ngoặc kép. Bà Ki U Dung còn cho rằng trong vụ này GS Nguyễn Tiến Dũng cố tình lập lờ cắt xén thông tin đăng trên Facebook để lừa đảo hàng vạn độc giả không hiểu biết về nghiên cứu, và cần phải xem lại nhân cách và đạo đức nhà khoa học của ông đúng. Lập luận như bà Ki U Dung thì một người đi vào cửa hàng mua đồ, lấy hàng rồi không trả tiền, bị cảnh sát bắt. Người đó cũng nói với cảnh sát rằng ông trên bà ta chỉ quên trả tiền thôi, không phải phạm tội ăn cắp. Liệu cảnh sát sẽ tha cho người này? Facebook của GS Nguyễn Tiến Dũng là người lên tiếng tố cáo chuyện đạo văn của Bộ trưởng Bộ GD Phùng Xuân Nhạ lại bị biến mất. Đây là bài viết mới nhất của ông mà Tiếng Dân đã đăng lại thư ngỏ về hiện tượng giả khoa học Phùng Xuân Nhạ. BBC viết tiếp về vụ Bộ trưởng Nhạ bị tố cáo đạo văn. Từ chuyện ông Nhạ, GS Nguyễn Tiến Dũng bên Pháp đặt câu hỏi về khả năng hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đang bị thao túng. GS Dũng nói với BBC rằng nếu HDCDGSNN không có câu trả lời thỏa đáng, ông sẽ đưa vụ việc lên TVT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trang Việt Nam Net có bài Liêm Sỉ và Quốc Sỉ. Bài viết lưu ý, người xưa đã đề cao chuyện liêm sỉ là tư tưởng thanh sạch, liêm khiết, không làm chuyện dối trá, không ăn cướp của người khác. Liêm sỉ gắn liền với quốc sỉ, làm nên sức mạnh và địa vị của một quốc gia. Người Việt thời nay đang dần quên nguyên tắc của cha ông, nên sẵn sàng dùng tiền bạc, thủ đoạn để mua học hàm, chức tước. Báo Tổ Quốc có bài rà soát chức danh GS, PGS, Thủ tướng biết hết. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định Thủ tướng Phúc đang được cập nhật đầy đủ tình hình chuyện rà soát chất lượng các